Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính cho ngày hôm nay. Solskjaer tiếp tục nhận rất nhiều sự chỉ trích ở MU. Tin tưởng Solskjaer, MU ký thêm 2 bản hợp đồng mới. Oli áp dụng kế hoạch với Lingard lên Van der Beek và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Tin tưởng Solskjaer, MU ký thêm 2 bản hợp đồng mới. Tương lai của chiến lược gia người Đông Y có lẽ vẫn còn được đảm bảo thêm một thời gian dài, ít nhất là cho đến Giáng sinh năm nay. Mặc cho làn sóng phản đối huấn luyện viên Solskjaer đã gia tăng mạnh mẽ, nhưng ban lãnh đạo Man United thì vẫn chưa có kế hoạch sa thải vị chiến lược gia này. Trái lại, họ còn thể hiện niềm tin tuyệt đối của mình đối với Solskjaer thông qua những bản hợp đồng mới. Dự kiến sau khi gia hạn hợp đồng thành công với trợ lý huấn luyện viên Mike Phelan, Man United sẽ tiếp tục trói chân hai thành viên chủ chốt còn lại trong ban huấn luyện. Cụ thể, Miro dẫn nguồn từ BBC Sport cho hay, Man United đang dự tính gia hạn hợp đồng với hai huấn luyện viên đội 1 là Michael Carrick và Kieran McKenna, hai cánh tay đắc lực của Solskjaer. Với những động thái này, có thể khẳng định ban lãnh đạo quỷ đỏ đã có kế hoạch gắn bó lâu dài với Solskjaer mặc cho những thành tích kém thuyết phục. Thực tế, nếu sa thải Solskjaer, Man United sẽ dễ dàng tìm cho mình những chiến lược gia đẳng cấp hơn trong bối cảnh Zidane hay Antonio Conte vẫn đang ngồi chơi sới nước. Solskjaer xác định mục tiêu mua sắm bắt buộc. Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng MU đã sớm bộc lộ nhiều bất ổn. Một trong những vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ là họ không có được một tiền vệ phòng ngự thực sự đẳng cấp, khiến khả năng đánh trận từ xa rất kém. Đó là lý do vì sao Ole Gunnar Solskjaer đã xác định mục tiêu mua sắm bắt buộc của MU năm 2022 là một tiền vệ phòng ngự. Frank Cassie của AC Milan và Calvin Phillips của Leeds United đã được Ole đưa vào tầm ngắm, nhưng lựa chọn số 1 của ông vẫn là Declan Rice. Vấn đề là West Ham đòi ít nhất 90 triệu bảng mới bán Rice và MU vẫn đắn đo với mức phí chuyển nhượng này. Real Madrid làm nóng việc ký Mbappe. Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố sẽ có cập nhật về tình hình ký khi là Mbappe trong vài tháng tới. Phát biểu về Ernst Debet, người đứng đầu Real Madrid ám chỉ tương lai tiền đạo PSG có thể được giải quyết vào mùa đông này. Vào tháng riêng, chúng tôi sẽ có tin tức từ Mbappe, vị chủ tịch quyền lực ở Bernabeu cho hay. Chúng tôi hy vọng mọi thứ có thể được giải quyết trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phát biểu với RMC hôm thứ Hai, Mbappe xác nhận đã yêu cầu rời PSG hồi tháng 7 cũng như khẳng định nếu được ra đi vào hồi hè thì chỉ có một nơi duy nhất anh đến, chính là Real Madrid. Cavani tuyên bố không ngại cạnh tranh với Ronaldo. Tay sân bàn 34 tuổi hiện vẫn chưa có pha lập công nào cho MU. Việc Cavani chơi ít mùa này tính đến hiện tại, một phần vì anh trở lại tập luyện muộn trong mùa hè cũng như gặp chấn thương đến gần cuối tháng 9 mới trở lại. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là sự có mặt của Ronaldo ở MU, người mà anh đã nhường lại áo số 7. Có thông tin, Cavani mở cửa rời MU khi Real Madrid lên hệ động thái cho mượn vào tháng 1 tới đây. Tuy nhiên, qua ơn Observer, Cavani vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp cao, không ngại cạnh tranh với Ronaldo và chờ cơ hội để tỏa sáng ở MU một lần nữa như đã cho thấy mùa giải trước. Trong bóng đá, bạn phải luôn sẵn sàng, đó là một trong những điều chủ chốt khi bạn chơi ở cấp cao nhất. Có khi bạn được ra sân nhiều nhưng cũng có thời điểm được chơi ít. Huấn luyện viên trưởng là người quyết định, nhưng điều đó không cản trở đến tinh thần tranh đua. Giải đấu mới chỉ bắt đầu và tôi cần phải như vậy. Không giống như năm ngoái, nhưng tôi sẽ là một phần của Man United. Khi được hỏi đã làm gì về sự có mặt của Ronaldo, Cavani cho hay, đó là những điều vẫn xảy ra. Rất nhiều cuộc tranh luận nổ ra, nhưng bóng đá là bóng đá và bạn không cần phải xoay chuyển nó quá nhiều vì sự xuất hiện của người này hay người khác. Điều quan trọng là phải có sự chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ khi nào cơ hội đến. Tôi luôn muốn được ra sân, Ronaldo cũng mong luôn được thi đấu nhưng điều đó sẽ không khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ hay hành động. Mbappe cân nhắc từ giã đội tuyển Pháp. Trên tờ El Equipe, Kylian Mbappe nói, tôi luôn đặt đội tuyển Pháp lên trên mọi thứ, tôi chưa bao giờ đòi hỏi lương để chơi cho đội tuyển Pháp và tôi sẽ luôn chơi miễn phí cho đội tuyển quốc gia của mình. Trên tất cả, tôi không bao giờ muốn gặp vấn đề. Nhưng từ thời điểm mà tôi cảm thấy mình bắt đầu trở thành một vấn đề và mọi người cảm thấy tôi là một vấn đề, nếu đội tuyển Pháp hạnh phúc hơn khi không có tôi sẵn sàng từ giã. Solskjaer tiếp tục nhận nhiều sự chỉ trích. MU có phong độ hết sức phập phù trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Solskjaer đang nhận phải rất nhiều sự chỉ trích. Mới đây, người hùng Liverpool Didi Hamann đã có những dự đoán về tương lai của thuyền trưởng người Na Uy. Ông nói, điều duy nhất giúp MU vẫn còn ở trong nhóm cạnh tranh chức vô địch lúc này đó là họ có Cristiano Ronaldo. Tôi thực sự không biết họ sẽ ở đâu nếu cho không có cậu ấy. Tất cả chỉ là chấp vá. Nhà hát của những giấc mơ giờ đây chỉ hoàn toàn là những cơn ác mộng. Màn trình diễn của họ thật đáng thất vọng. Jadon Sancho rất tài năng nhưng đang bị chậm lại. Đây là điều mà tôi không hiểu.
họ có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và ở đẳng cấp thế giới như Rafael Varane. Tôi tin rằng áp lực giờ đây với huấn luyện viên sẽ lớn hơn nhiều. Tôi tin rằng họ sa thải ông ta, ông đã có ở đó quá lâu mà không cho thấy sự tiến triển nào. MU chơi thứ bóng đá thiếu hấp dẫn và thiếu hiệu quả, đó không phải là MU. Tôi nghĩ sẽ sớm có sự thay đổi huấn luyện viên. Chúng ta hãy cùng chờ xem huấn luyện viên mới có thể khai thác được tiềm năng của các cầu thủ hay không, còn hiện tại Solskjaer không thể làm được điều đó. Liverpool gặp bất lợi trong ngày trở lại ngoại hạng Anh. Nhiều câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh đang để các cầu thủ trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự vòng loại World Cup 2022. Liverpool cũng để hai trụ cột quan trọng là Fabinho và Alisson trở lại tuyển Brazil, bởi trận đấu giữa họ và Watford còn vòng tiếp theo sẽ diễn ra sớm. Chỉ 35 giờ sau khi Brazil gặp Uruguay nên Jacob đã bày tỏ nguyện vọng muốn đối thủ lùi lại giờ thi đấu. Tuy nhiên, phía Watford quyết định từ chối yêu cầu kể trên, lý do là bởi câu lạc bộ này cho rằng việc thay đổi thời gian thi đấu sẽ làm gián đoạn kế hoạch của nhiều khán giả đã lên trước đó vài tháng. Như vậy, nhiều khả năng Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Alisson và Fabinho trong trận này. Solskjaer có thể áp dụng kế hoạch với Lingard lên Van der Beek. Ole Gunnar Solskjaer đã chứng kiến Jesse Lingard hồi sinh sau một bản hợp đồng cho mượn, kế hoạch tương tự có thể áp dụng với Van der Beek. Donny Van de Beek đã phải vật lộn để thể hiện phong độ tốt nhất của mình tại Manchester United, tuy nhiên anh ít được ra sân. Một số tên tuổi lớn đã đến vào mùa hè làm hạn chế cơ hội của Van de Beek hơn nữa. Everton đã muốn mang Van de Beek rời Old Trafford vào mùa hè, cầu thủ người Hà Lan cũng thể hiện rõ khát khao ra đi, nhưng cuối cùng, huấn luyện viên Solskjaer ngăn cản anh. Với việc thậm chí còn ít được ra sân hơn ở mùa giải này, cựu sao Ajax sẽ muốn ra đi vào mùa đông để tìm đường trở lại đội tuyển. Truyền thông Anh cho biết, khả năng cao thì The Toffee sẽ quay lại với một đề nghị khác vào tháng riêng. Với việc quỷ đỏ đang có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công, Solskjaer khả năng sẽ bớt cứng nhắc và chấp nhận lời đề nghị. Hơn nữa, Van de Beek có thể tận dụng cơ hội này để tìm lại phong độ như Jesse Lingard đã từng làm. Được hỗ trợ bởi sự giàu có của ông chủ Farhad Mosiri, họ đang muốn đưa tiền vệ người Hà Lan về vào giữa mùa giải. Giám đốc bóng đá của câu lạc bộ Marcel Brand đã thừa nhận: "Chúng tôi đã đưa Van de Beek vào danh sách theo đuổi, bạn luôn phụ thuộc vào câu lạc bộ chủ quản. Bây giờ là đầu tháng 10 và rất nhiều điều đó có thể xảy ra với việc các cầu thủ dính chấn thương." Man United đang cạnh tranh trên nhiều mặt trận, vì vậy rất khó để nói liệu thỏa thuận có được thực hiện hay không, nhưng tất nhiên đó là một sự đáng tiếc lớn cho Donny. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi, không nghi ngờ gì cả, một chàng trai như cậu ấy muốn được ra sân thường xuyên và được trở lại đội tuyển quốc gia Hà Lan. Khi rời sân vận động London để trở lại Man United, Lingard đã nói: "Cảm ơn huấn luyện viên David Moyes, người đã tin tưởng đưa tôi đến đây. Cảm ơn tất cả các nhân viên đã giúp tôi hòa nhập vào câu lạc bộ một cách nhanh chóng. Cảm ơn các huấn luyện viên đã giúp tôi tìm lại con người thật của mình trên sân cỏ." Lingard đã ghi 2 bàn sau 3 lần ra sân ở Premier League mùa này. Đó là những gì quỷ đỏ có thể mong đợi ở Van de Beek sau nửa năm ra sân thường xuyên ở Everton. Rafael Varane thi đấu ra sao ở Man United? Man United đang có chuỗi phòng ngự tệ hại nhất trên sân nhà trong 50 năm qua khi để thủng lưới trong 9 trận gần nhất tại Old Trafford. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý, Varane chỉ ra sân 3 trong số này. Varane đã giữ sạch lưới trong trận ra mắt trên sân khách trước Wolverhampton. Trong 6 trận đấu sau đó của anh, Man United đều để thủng lưới, nhưng điều này không nhất thiết phải phản ánh về phong độ của Varane, đó là những sai lầm của cả hệ thống. Hơn nữa, hàng thủ của Quỷ Đỏ đã bị xáo trộn trong thời gian này với chấn thương của Harry Maguire và bây giờ, Varane đang xây dựng mối quan hệ đối tác mới cùng với Vinicius. Cùng điểm qua những con số biết nói để thấy được Varane đang chơi tốt kể từ khi chuyển đến Old Trafford theo hợp đồng trị giá 34 triệu bảng từ Real Madrid. Varane dẫn đầu Man United về số lần đánh trận ở Premier League mùa này với con số 11, nhiều hơn Wan-Bissaka và Pogba là 10 lần. Anh đã thực hiện 35 lần phá bóng giải nguy, chỉ đứng sau Harry Maguire là 43 lần. Cầu thủ người Pháp đã thực hiện 6 pha tắc bóng, đứng thứ 2 trong số các hậu vệ sau Luxor với 7 lần. Varane đã có 11 pha cản phá thành công, chỉ đứng sau Wan-Bissaka. Anh cũng đã thắng trong 15 pha tranh chấp trên không, chỉ đứng sau Harry Maguire. Không chỉ vậy, Varane không bình tĩnh khi cầm bóng và anh ấy không có lỗi với bất kỳ bàn thua nào mà Man United đã để thủng lưới. Cầu thủ người Pháp đã thích nghi mau chóng với cường độ của Premier League. Anh cũng rất hứng thú với những thử thách và cho thấy sự dũng cảm, bản lĩnh của mình khi thoát ra khỏi vùng an toàn ở Real Madrid. Cần lưu ý rằng nếu không có Varane, kết quả của Man United có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều trong giai đoạn đầu mùa giải thăng hoa này. Ngay bây giờ, Quỷ Đỏ nên hài lòng bởi màn trình diễn của Varane và một khi Harry Maguire trở lại bên cạnh anh ấy, tuyến sau của họ sẽ bắt đầu cải thiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.